Hội đồng xét xử khẳng định qua tranh tụng, các chứng cứ lời khai của các bị cáo, luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo phạm các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 69 tỷ đồng, gây thiệt hại 1.600 tỷ đồng từ việc chi lãi ngoài. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, hoạt động kinh doanh tiền tệ, hoạt động của ngân hàng cho ngân hàng nhà nước, ngân hàng đại dương và các cổ đông liên quan đến hoạt động của ngành tài chính, ngân hàng, gây bất bình dư luận xã hội. Do vậy, xử lý nghiêm khắc, đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank tử hình, bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank bị tuyên án phạt chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 36 tháng tù cho hưởng án treo đến 22 năm tù giam về các tội danh bị truy tố.